Trong quá trình tái cơ cấu kinh tế thì chính phủ Việt Nam một mặt phải giải quyết những vấn đề còn tích tụ, yếu kém của doanh nghiệp, một mặt tạo ra động lực cho quá trình tăng trưởng. Và hoạt động mua bán sáp nhập, gọi tắt là M&A, là một trong những phương thức mang đến hiệu quả thực thi nhiệm vụ đó. Trong thời gian tới thì hoạt động M&A hứa hẹn sẽ là động lực cho ngành tài chính ngân hàng. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ ông Vương Đình Huệ tại diễn đàn M&A Việt Nam năm 2018 vừa diễn ra. Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, xu hướng sáp nhập của các ngân hàng là tất yếu trong bối cảnh ngân hàng nhà nước đang ngày một nâng cao các chuẩn mực hoạt động, các tỷ lệ thanh khoản và đảm bảo an toàn vốn. Cụ thể, trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, theo Phó Thủ tướng, nợ xấu đã giảm nhanh. Tới tháng 6 năm 2018, tỷ lệ nợ xấu là 6,9% và nợ xấu nội bản chỉ 2%. Các chủ trương của chính phủ là giảm số lượng và tăng quy mô sức mạnh của ngân hàng nội để có thể cạnh tranh được trong khu vực. Do đó, các ngân hàng nhỏ hoặc hoạt động kém hiệu quả sẽ cần phải sáp nhập với các ngân hàng lớn để có thể tồn tại được. Và chính phủ cũng đang khuyến khích mua bán, sáp nhập các ngân hàng quy mô nhỏ thành ngân hàng lớn hơn. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước cũng như quốc tế thuận lợi và thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt, với ngày càng có nhiều ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán, theo Phó Thủ tướng, các thương vụ M&A sẽ là động lực cho ngành tài chính ngân hàng trong thời gian tới. Rất tới đây thì chính phủ cũng sẽ tổ chức cổ phần hóa và tiếp tục thoái vốn ở các cái ngân hàng thương mại của nhà nước. Một cái ngân hàng, một trong ngân hàng lớn nhất Việt Nam đó là Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn IPBank, thì là có lộ trình kế hoạch IPO vào năm 2019. Và đối với các ngân hàng như là ngân hàng BIDV và Vietcombank thì chúng tôi đang chủ trương có thể là vừa bán bớt vốn cho các nhà đầu tư trong ngoài nước có thể vừa phát hành tăng thêm vốn điều lệ. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, khi thực hiện các hoạt động M&A, các nhà đầu tư nước ngoài rất coi trọng tính minh bạch tình hình tài chính và cách thức quản trị chuyên nghiệp. Do đó, các ngân hàng cần phải thẳng thắn khi nói về những điểm mạnh và điểm yếu của mình với các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như các kế hoạch để khắc phục những điểm yếu này. Cơ chế quản trị chuyên nghiệp với bộ máy quản trị có năng lực và trách nhiệm, cùng với tinh thần tuân thủ pháp luật, sẽ tạo niềm tin lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài.